Vui, háo hức chờ đón năm học mới là cảm xúc chung của rất nhiều học sinh và phụ huynh trong ngày khai giảng sáng nay. Bởi ở tất cả các trường học, từ cổng trường đến góc lớp, đâu đâu cũng được trang trí cờ hoa rực rỡ cùng với những hình ảnh trang trí vui nhộn, tạo không khí tưng bừng phấn khởi để đón ngày khởi đầu cho một năm học mới với thật nhiều niềm vui trong học tập. Lễ khai giảng năm nay thì con thấy rất là vui và con cảm thấy trong lòng cũng phấn khởi khi mà bắt đầu một năm học mới ạ. Con đã chuẩn bị cho năm học mới của mình bằng tất cả niềm vui của con và con cũng chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ đạc và cũng như là tinh thần để bắt đầu một năm học mới cùng với cô giáo và các bạn ạ. Cảm giác rất là lâng lâng, lần đầu tiên là cùng con và đồng hành với con vào lớp 1 ạ, nên anh cũng có một chút hồi hộp, xem lẫn là vui mừng và em cũng mong là con sẽ có một năm học mới thật là vui vẻ và thành công ạ. Năm học 2024-2025 là năm học có ý nghĩa quan trọng khi là năm học đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông mới được phủ kín từ lớp 1 đến lớp 12, cũng là năm bản lề với toàn ngành trong việc hoàn thành thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Vì thế, cả giáo viên và nhà quản lý giáo dục đều tự ý thức được trách nhiệm của mình trong năm học này, đó là triển khai chương trình mới một cách hiệu quả. Cô giáo Lê Thị Vân Anh, chủ nhiệm lớp 5 trường tiểu học Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết. Mục tiêu và quyết tâm của chúng tôi trong năm học này là cố gắng sẽ làm thật tốt vai trò của cái người giáo viên, đó là truyền đạt dẫn dắt để giúp cho các con có thể nắm được tốt nhất những cái kiến thức trọng tâm và cái năng lực của bản thân, kỹ năng cần đạt theo cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, chương trình lễ khai giảng của các trường đều được gói gọn trong thời gian 60 phút, từ 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng, trong đó lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp. Khi đến trường, buổi thu cất lên, đánh dấu một năm học mới đã đến. Tiếng trường thúc giục chúng ta vượt lên bao ước mơ, bao hy vọng cho những khởi đầu một năm học may mắn.